Xin chào các bác nha. Hôm nay Điện Máy Quyết Trang sẽ giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm mới, máy siết bu lông bắn vít tôn Makita 72V không chổi than, dùng pin nên có thể sử dụng ở mọi vị trí không gian mà không cần kết nối đến nguồn điện, rất là thuận tiện cho các bác này. Bộ sản phẩm bao gồm một máy siết bu lông Makita không chổi than, hai pin 10 cell với một sạc, tặng kèm cho các bác một đầu nối để bắn vít tôn và sắt, tặng kèm thêm cho các bác một bộ đầu siết bu lông, máy siết bu lông bắn vít tôn bằng pin chuyên dùng trong các xưởng sửa chữa ô tô, dây chuyền công nghiệp, xí nghiệp, các hộ gia đình hoặc các thợ sửa xe lưu động với dung lượng pin cao nên khả năng hoạt động của máy ổn định và mạnh mẽ. Máy có hai chế độ tùy chỉnh nhanh chậm và chế độ auto stop, công tắc đảo chiều ở trên phần tay gầm các bác nha. Máy có đầu trục bằng hợp kim giúp máy mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Máy siết bu lông Makita 72V không chổi than có tích hợp đèn cho các bác sử dụng trong môi trường thiếu sáng một cách dễ dàng. Tay cầm chống trượt giúp các bác thao tác nhẹ nhàng các bác này. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm máy siết bu lông Makita 72V không chổi than, vui lòng comment hoặc để lại số điện thoại ở dưới video. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho các bác tư vấn cụ thể hơn. Bên em miễn phí ship hàng toàn quốc cho sản phẩm này và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé.